Ok, bây giờ ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Ăn đi. Ăn dùng đồ dùng quốc cũng như cho dĩa mày mượn ơi, dĩa mày gì không? Dành Nhật. Dạ em ăn nghe mấy sếp. Ăn như cái dĩa miệng ngon dĩa tao. Dạ mọi cổ dữ vậy nè, ăn mà cũng không yên. Để thấy tao không, tao ăn tao khỏi cần nhìn luôn á. Như có cái gì đó thiếu thiếu thì phải. Bọn bay nói có đúng vậy không? Chưa ai uống gì đã bào tới tấp rồi. Để vô cái đi ăn mấy anh ơi. Rồi vô nè, chúc mừng món mới ha. Toàn món cũ mà món mới gì đó. Uống cái trước ăn rồi làm có chuyện gì đó không ổn thì phải. Của mày ngon không? Cho ông biết coi nha. Yêu đó cũng xin xỏ hoài. Mấy cái món này nha, phải ăn tốt mới ngon. Mấy chế thảm ăn quá, ăn từ từ thôi. Tao đang ăn từ từ nè. Hình như cảm giác vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Tao cũng thấy vậy. Lúc mà thấy thiếu, ăn không đủ gì hết. Làm gì làm, đừng có giật mua tao nha. Tao liếm nãy giờ sạch dĩa luôn, không còn hậu. Hình như thiếu tâm thì phải, không phải anh ơi. Hình như thiếu thiếu món la xét, muốn tráng miệng anh ơi. Đối với tao chỉ cần rượu là đủ rồi. Có gì đó trên đầu mày kìa. Cái gì vậy? Cái gì? Đầu nhìn chỗ khác nghe, cấm được nhìn vô cái dĩa cơm của tao à, muốn giành hả? Phải nhắn tin kỳ trạng bị gấp, hình như vẫn còn thiếu phô mai que. Dạo này cướp giật nhiều quá, phải phòng thân trước cái đã. Tụi này nó giành ăn dữ lắm. Nhìn cái bóng qua ly thấy thằng này nó đang làm gì vậy ta? Em đang trang điểm mà anh. Em đâu có làm gì đâu. Tụi bay chờ chút xíu nữa đi, đừng có diễn kịch. Diễn kỳ trạng mi chỉ sẽ mang phô mai que qua liền. Tha hồ mà ăn. Em đâu nói em đâu phí gì đâu đại ca. Vậy có phô mai que phải không đại ca? Phô mai que, thích phô mai que lắm luôn. Vậy mà phải phô mai que của chị Trà My mới ăn. Đúng rồi. Nhanh lên đi chị Trà My ơi, tụi này nó sắp tàn sát với nhau cũng vì phô mai que của chị nè. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.